Thương mừng đón Tết, sotolqui.com. Khi mà chúng ta đăng ký tài khoản mới vào trong đây thì bạn sẽ nhận được quân huy hoàn toàn miễn phí tất cả bạn nhé. Đây, sau khi chúng ta tạo tài khoản xong, nhấn vào phần nhận quà quân huy này. Wow, mình ở đây nhận được 384 quân huy hoàn toàn miễn phí. Trong đây thì có rất là nhiều danh mục trò chơi, và đặc biệt đó chính là sự kiện Tết. Chắc chắn 100% chúng ta nhận từ nick có skin by S tới 5k quân huy cực kỳ xịn sò và hấp dẫn. Đường link ở shop mình sẽ để phía bên dưới dành cho tất cả các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Lời đầu tiên thì cho mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa tới cho tất cả bạn một sự kiện mới, nhận quà mình thấy là cũng khá là ngon đó, rất là tuyệt vời luôn. Thì các bạn cũng biết là sắp tới thì chúng ta có sự kiện Demon Slayer quay trở lại. Thì bên Liên Quân cũng đã công bố lịch sự kiện chính thức rồi, nhưng mà thông tin rất là buồn tới cho tất cả các bạn. Những bạn nếu mà chưa có skin của Zephyr Inosuke, đó chính là skin Inosuke đợt này ấy, thì chúng ta sẽ không được nhận miễn phí nữa các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn chi tiết lịch sự kiện mà bên Liên Quân chúng ta đã công bố luôn nhá. Rồi, thì đây chính là lịch sự kiện của bên phía Liên Quân công bố ngày quay trở lại của sự kiện Demon Slayer. Thì vào ngày 3 tháng 3 ngày hôm qua thì mình cũng có đưa tới cho tất cả bạn rồi. Thì trong sự kiện lần này ấy, chúng ta chỉ còn đó chính là một skin của vị tướng Alice sẽ được nhận free thôi. Thì skin này cũng có rất là nhiều bạn chúng ta thích dùng skin này, tại vì rất là đẹp, rất là cute luôn. Thì trong đợt này chỉ còn một skin của vị tướng Alice là các bạn sẽ được nhận free vào ngày 3 tháng 3 nhá. Khám phá địa phủ, thì nói chung là sự kiện khám phá địa phủ này ấy, chơi cũng khá là dễ thôi. Các bạn chơi siêu một chút xíu là chúng ta sẽ nhận được skin hoàn toàn free. Còn skin của Inosuke ấy, thì bạn sẽ được mở bán trực tiếp nhá. Nghĩa là chúng ta không chơi trong sự kiện gì nữa, mà chúng ta được mở bán trực tiếp trong shop luôn. Mình cũng không biết là trong lần mở bán này thì bên Liên Quân sẽ mở bán skin Inosuke với giá bao nhiêu đây. Chắc khoảng tầm 300 quân huy gì đấy. Khá là đáng tiếc cho những bạn nào nếu mà lần trước chưa có skin Inosuke, lần này muốn có nhưng mà lại mất quân huy, đúng không bạn? Rất là đáng tiếc luôn. Nên là rút kinh nghiệm, những lần sau ấy, nếu mà chúng ta có sự kiện hợp tác thì các bạn chúng ta nên, đó chính là có sự kiện nào thì chúng ta lấy luôn đi, không là bỏ lỡ qua một cái là sau này chỉ có mở bán thôi đấy các bạn nhá. Ok, đó, và mình cũng có một số thông tin mình thu thập được. Thì sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có thêm một sự kiện hợp tác nữa, nên là các bạn chúng ta cũng cứ hóng chờ đi nhá. Rồi, và sau đây thì mình sẽ đưa tới cho tất cả bạn một thông tin khá là hay, một sự kiện khá là hay ở bên server, đó chính là bên server Thái Lan. Sau đây thì mình sẽ đưa tới cho tất cả các bạn luôn nhá. Đây, mình có sang bên server Thái Lan rồi. Bên này thì có một sự kiện nhận quà hoàn toàn miễn phí mà mình thấy ấy. Thường mấy sự kiện bên server nước ngoài ấy, người ta toàn ra mắt trước so bên chúng ta. Đó, nhiều sự kiện trong lần trước nhá, có khi là ra mắt khoảng một tuần bên server nước ngoài xong mới có bên server chúng ta luôn. Nên là cứ có sự kiện mới gì hay hay mà nhận quà miễn phí thì mình sẽ review trước cho bạn xem nhá. Rồi, ở đây thì có một sự kiện rất là hay, kiểu như là giống như là cái máy chơi game ấy các bạn. Đó, các bạn nào mà nếu mà chơi hay chơi những cái máy thời xưa ấy, hoặc là những khu vui chơi cũng có những cái máy kiểu như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta đến với phần quà nhá. Đây, mình truy cập vào phần quà này. Ok, và phần quà chúng ta thì có một skin của vị tướng Arthur này, rồi là thẻ giảm giá quân huy này, đó, dương tướng các kiểu này. Và ở đây thì chúng ta có cả dương trang phục luôn các bạn nhá, rất là ngon. Dương trang phục của chúng ta có skin, để mình xem thử xem nào, hình như có skin của Krignac này, Chanel này, đó, skin Ryoma các kiểu này. Ở đây thì chúng ta sẽ có các hình ảnh đại diện nhá, và hành động này, ui, rất là ngon luôn. Đó, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời, sự kiện phần quà rất là ngon, có cả khung viền ở này. Và mình thấy là chúng ta có thể giảm giá 200 quân huy là rất là ngon rồi. Đó, mình thấy là nhận được phần quà này là ngon nhá. Thì sự kiện này cách chơi cũng khá là đơn giản thôi. Ở đây các bạn chúng ta chỉ cần hoàn thành xong các nhiệm vụ như là đăng nhập này. Đây, đăng nhập thì bạn sẽ nhận được 10 năng lượng nhá. Ở đây thì chúng ta thấy giống năng lượng nên là mình cứ gọi là năng lượng đi. Tiếp theo thì hoàn thành xong đấu 5v5 các kiểu này thì bạn sẽ nhận được nhá. Thì ở đây chúng ta nếu mà chơi ấy, các bạn sẽ mất năng lượng. Đây, mình sẽ nhấn chơi cho tất cả bạn xem. Đó, rồi chúng ta chơi luôn nhá. Và mình không biết là cái tiếng ở bên đây thì mình sẽ chơi như thế nào đây. Nên là kiểu chơi như là chơi con rắn đấy các bạn ơi. Đó, thì chúng ta sẽ ăn đây, các bạn sẽ ăn hình Hazate ấy. Để mình chơi thử nha.
hình như là không được cho vào con tim tím hay sao đấy các bạn. Và không biết là nếu mà đi vòng vào hình vào tường ấy thì không biết có việc gì không. Đây, hình con tim tím, không biết là con tim tím ngoan được không thì mình ăn thử xem các bạn nhá. Đường đâu thì cùng thử phát này. À, vẫn đi xuyên qua tường được các bạn ơi. Vẫn đi, chúng ta vẫn đi xuyên qua tường được nhá. Chơi cái này thì chơi giống hình con rắn thôi. Bạn nào mà chơi, ôi khó thế nhỉ. Ôi thôi xong rồi, để cắn đuôi rồi các bạn ơi, cắn đuôi là không được nhá. Đó, mình di chuyển bằng con chuột ấy nên là nó khó lắm luôn đấy các bạn. Ok, để ở đây thì chúng ta mình vừa nhận được 10 điểm này. Ok, mình vừa nhận được 10 huy hiệu các bạn nhá. Chúng ta dùng để chúng ta đổi quà ấy. Đó, nên là bạn nào chơi trên điện thoại thì chơi cái này nó sẽ dễ hơn. Ok, để mình ăn luôn con này. Rồi. Đó, chúng ta cứ thử ăn hình tím tím xem bạn nhá. À, ăn hình tím tím vẫn được các bạn ơi. Đó, chúng ta ăn hình tím tím vẫn được nha. Không sao cả. Đây các bạn có thể đi xuyên được, mình thấy là chơi cũng khá là dễ và khá là đơn giản. Đây ui ơi. Tôi xong, suýt nữa thì lại cắn đuôi luôn các bạn nhá. Suýt nữa thì chúng ta lại cắn đuôi. Đây để mình ăn vị tướng này nhìn giống kiểu như là Hazate các bạn nhỉ. À từ con lính, kiểu như là con lính các bạn. Lại bảo là Hazate. Đây chúng ta ăn thử nhá. Ok, mình không biết là mình đang có 250 điểm rồi, 305 điểm này. Đó. Ok, chúng ta cứ di chuyển như thế này khá là, mình thấy là khá là khó chơi luôn đấy các bạn ơi. Đó, càng ngày nó di chuyển càng nhanh nhá. Ok, đó các bạn thấy là chơi càng ngày nó di chuyển sẽ càng nhanh. Thôi xong rồi. Bạn nào phải chơi trò này giỏi cơ, chơi trên điện thoại ấy. Các bạn chơi trên điện thoại di chuyển bằng ngón tay ấy thì nó chơi kiểu dễ hơn. Còn nếu mà mình chơi như thế này thì nó khá là khó. Đây mình vào lại sự kiện cho bạn xem nhá. Đó, bạn thấy là sự kiện chơi cũng khá là dễ đúng không? Cứ hoàn thu thập các cái năng lượng rồi chúng ta chơi, chúng ta thu thập điểm thôi, thu thập huy hiệu để chúng ta đổi quà thôi. Mình vừa mới chơi mà mình cũng được 20 huy hiệu rồi. Đó, nếu mà các bạn chơi được nhiều điểm hơn thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hiệu hơn nhá. Và ở đây thì mình có cái mốc để mình nhận được quà skin đây nữa này. Đó, chúng ta nhận tới 2 dân skin liền. Mình thấy là sự kiện chơi cũng khá là hay nhỉ, khá là được đấy. Ok, thì video của mình chắc này cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau hay hơn và bổ ích hơn nhá.